Quỳnh ơi, bán hơn 1.000 bộ cái con này rồi đấy. Nhưng mà bây giờ khách hỏi phun chuồng sao, ráp làm sao, xịt nước làm sao. Vậy thì chị làm video hướng dẫn cho khách đi. Ừ, quên ha. Ok. Giờ mọi người muốn phun xương đúng không? Đấy, lấy nước bỏ vào trong cái bình như thế này. Rồi, bây giờ bỏ pin vào trong con bếp tụi này nha. Rồi, mọi người xịt nước vào trong cái lỗ trắng đây này. Nhớ chú ý cái lỗ trắng nha. Rồi, bây giờ mọi người bật bếp lên. Cái này thấy phun xương chưa? Đấy, bỏ bếp lên nấu. Rồi, bây giờ qua bên này nha. Có cái vòi, lắp cái vòi vô. Mọi người thấy cái ống này không? Đấy, một đầu vào vòi và một đầu vào cái bồn nha. Mọi người lấy nước nè, đổ vào trong này, được chưa? Rồi, mọi người xịt nè, xịt, xịt, xịt. Đấy, mới đầu nó sẽ chưa ra. Mọi người cứ xịt đi để cho nó có lấy nước, lấy hơi đấy. Rồi, nó xịt ra cho bé được rau củ. Đầy đủ tính năng nha mọi người nha. Có phun xương nè, có vòi nước nè, có tủ lạnh. Đấy, có hộp để đồ, lò nướng đầy đủ trong cái bộ này. Mọi người nào muốn mua thì bấm vào mua trên video nhé.